Oh.
Đây là bên này đứng chứ. Đó. Đó, 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 đó. Hít nó quá nhiều. Thấy trong nhà. Thank you.
mình nắp vậy nè. Con là con ăn hái ở vườn thế không? Dạ. Cái này cải bắp của mình á, cho ăn mà không sửa hết. Ăn mà không sửa hết á, nó chưa được bán. Nó cho được không? Không được bán được. Không có cái chấm à? Không, có chấm. Mình lấy ở dưới mà. Nhưng sao nó chín, để nắp lại chứ. Kệ nó, hay là bỏ nó xuống. Bỏ xuống đi. Để sọc. Để có bộ lên bên này. Nắm em cho trước đi đâu. Thôi từ từ ăn cho củ đó, từ từ đừng vừa ăn đây nè. Cho củ đúng này. Đây anh có bát không? Bát á? Thìa đây nhá. Quát quất vào được không? Không biết. Mình thích vị chua thì không muốn. Súp ở dưới bên nhà bếp ấy. Ớt á? Có. Đâu? Ở trong túi á. Ở dưới nhà á. Đi xuống lên đây cùng. Anh cứ cho ăn nhiều, cho đâu. Sau chân thịt đấy. Ăn thử là có ngon không? Rau chân thịt đấy. Rau không phải đâu mà, bảo là rau xôi thế. Phải bó xôi. Chủ nãy em cho nhiều rồi, cho nhiều cái này thôi. Đâu? Thế? Hết rồi mà. Hay là nó chìm? Nó chìm thôi. Hay là tí cho cái muôi kia. Không cần.
phải. Thích ăn xà lách. Cái hố. Cho nó mà đi. Anh cho bạch tuộc vào một hai con à? Bạch tuộc. Vừa xuống dưới hết nhỉ, tí em phải cho tí cho vào cái này. Bạch tuộc để lông tí nhé. Dạ, bạch tuộc để lông tí. Nó cảm giác chín. Nhưng mà em cho nhiều lắm, hôm nay thịt bò ấy. Em cho thế. Em cho vào đây. Còn cái xương này ra này, một hai cái này. Cho nó lâu đi, nó chắc là ăn ngon chưa? Không ngon, nó ăn hoa quả, cắn ạ. Quả. Đây là kia ông làm đây. Không có bình hả? Kia làm kia. Không có. Đây em tự làm rồi.